Hello, xin chào mọi người nhé. Bây giờ anh em mình đi chích cá mọi người. Thả lưới. Thả thêm lưới nữa. Đây xung quanh là toàn là đồi núi không mọi người. Giờ đang chuẩn bị đồ nghề bình và kích. Rồi, ok, đã sẵn sàng nhé. Bây giờ đi nè. Ok chưa? Chuyển cái bão vào cả. Ai đây đây, chưa? Rồi, được con. Đang kéo lưới giăng mọi người. Cá nhỏ kìa đó, trời ơi cá nó nổi. Ui giao địch nó vượt bách mạng này. Cá nổi lênh bềnh kìa. Tìm cái vợt kia hôm bữa không thấy. Trắng đây chỉ có trắng cái nhỏ này gì trong cái nhiều không chỉ sửa chứ. Nó khó lượng. Được con đấy cũng đó. Lời con cái trong đó tao. Thả xong chưa? Thuận. Con đi một vột là phải lông rồi đấy. Ôi kìa. Trời ơi. To đấy, rô phi à. Nhảy con bồ bộp kia kìa Phong. Vừa nhảy con bồ bộp đó. Đi đâu rồi? Kìa. Lượm. Chết rồi. Nhanh nó tỉnh lại chưa?
cái điểm cố. Cá nhỏ của nó. Nhanh lấy cá nhỏ kìa. Không ấy. Sau một hồi đi săn lùng mớ cá mà được cũng khoảng 2 cân đấy. Nhìn vậy thôi nhưng mà cân lên khoảng 2 cân đó mọi người. Cá dưới này khá nhiều luôn. Còn cái rau này là rau đây, cá đây rồi. Đủ đấy, cá trắng, cá sạc, cá rô phi.